Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Nhân Đâm và Cây Trồng. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để chia sẻ với mọi người cái cách nhận biết một cây nha đam mà nó bị thiếu dinh dưỡng thì nhận thấy nó như thế nào, rồi cách mình xử lý, mình thêm phân vô như thế nào để cho đảm bảo cái độ dinh dưỡng của nó. Đây là cái dàn nha đam mà mình để cũng lâu, tức là khoảng 6-7 tháng gì, nhưng mà lý do mình không chăm sóc. Về cơ bản những cây này là toàn bộ là những cây nó thiếu dinh dưỡng, là thiếu cái lượng phân cần thiết cho nó. Thì cái cách mình nhận biết như thế này, đây là mình lấy một chậu cụ thể nè. Cái chậu này thì mọi người nhìn thấy nó rất là xanh tốt, nhưng mà mình nhận định cây này một cây nó dinh dưỡng nó không đầy đủ. Nếu nó đầy đủ thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều đó. Thì cái cách mình nhận biết như thế này, cái cây này về cơ bản nó xanh tốt, nó thẳng đẹp là lý do nó đủ cái lượng nắng, nó để đủ một lượng nắng và có đủ cái lượng nước. Này tại vì giai đoạn này mình có nắng thì nó cũng đầy đủ, và một vài bữa thì nó có mưa, do đó cái lượng nước nó đầy đủ nên cái cây mình thấy nó xanh. Nhưng mà cái lượng dinh dưỡng cung cấp cho cái cây này thì không đủ. Lý do là mọi người nhìn vô cái dàn bẻ nè, cái bẻ thì xanh nhưng mà nó không có no, nó không có no tròn, nó còn hót, nó hót. Thì cái giai đoạn cái cây này thì theo mình nó có một giai đoạn cái bộ rễ nó có vấn đề nữa, là lý do có thể là mưa nhiều nên nó có giai đoạn nó bị hư rễ đó. Rồi cái dinh dưỡng mà cung cấp cho cái cây nó không đủ, do đó mình về bị quạnh bẻ thì mình thấy nó tương đối là to đó, nhưng mà cái độ no của cây nó không đầy đủ. Khi mà cái cây đủ dinh dưỡng thì nó no tròn đó. Thì nhìn xuống cái lớp phân dưới thì rõ ràng cái lớp phân này thì nó giống như nó hết chất dinh dưỡng, do đó mình phải thêm vô dàn phân vô. Mà để thêm cái dàn phân đó thì mọi người phải cắt những cái bẹ này đi, những bẹ chân nè, cắt hết, cắt những bẹ này cắt luôn đó, rồi sau đó mình hãy thêm phân vô. Có thể cây con này mình sẽ bứng nó ra ngoài, nhổ ra mình ươm ra chậu gì đó, rồi sau đó mình thêm phân vô. Thì nguyên tắc thêm phân của mình là thì thông thường khoảng nửa tháng, khoảng một tháng, ít nhất là một tháng, có thể nhiều hơn là hai tháng thì mình sẽ thêm một cái lượng phân hữu cơ vô, phân bò rồi đó, phân chuồng đó. Còn sen đó thì mọi người có thể tưới thêm cái phân hữu cơ để đảm bảo cái độ dinh dưỡng cho cái cây nó đầy đủ. Tại vì cây nha đam mình cái dàn lá nó rất là nhiều, do đó nó hút dinh dưỡng rất là mạnh để nó nuôi. Muốn cho cái dàn này no thì nó phải đầy đủ dinh dưỡng. Đây quay cho mọi người một cây mà nó đủ dinh dưỡng nè. Đây, mọi người nhìn thấy nè, cây này đủ dinh dưỡng, mọi người nhìn thấy cái lá nó no tròn luôn đó. Mặc dù cây này cái dáng nó thì nhỏ đó, dáng nó nhỏ hơn cây đó, nhưng mà nó đủ dinh dưỡng thì cái lá nó rất là no. Mọi người thấy nó tròn, lá này tròn luôn thì mình thấy nó đủ dinh dưỡng. Những cây này thì mình cắt các bạn được. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành xử lý. Đây là cái lượng phân mà chuẩn bị mình thêm. Thì mình thêm lâu dài là mình nên thêm cái phân hỗn hợp phân chuồng, còn cái phân hữu cơ thì mọi người tưới thêm cho nó. Rồi đây là mình đã cắt bẹ một vài bẹ ở dưới gốc, rồi sau đó mình thêm phân vô nè. Và nguyên tắc thêm phân mọi người lưu ý là chỗ này nè, là khi mình thêm phân vô thì mình cố gắng là hạn chế cho cái phân nó ngập ở trên cái lá ha, tức là mình phải để cho cái đất phân nó dưới cái này, mình hầu mình tưới vô miếng nước nữa cho phân nó ở phía dưới cái lá cuối cùng. Nếu mà mọi người thêm mà nó dư phân nó ngập lên đây thì gặp nước mà nó dư thì nấm bệnh nó có khả năng xâm nhập vào trong đó. Mình thêm vậy đó thì dưới cái lá dưới thì nó ít có hiện tượng bị nấm bệnh đó. Mọi người mà thêm đất mà nó ngập lên một vài lá thì cái cây đó rất là dễ bị uống nước đó. Rồi cái cây này thì có thể là khoảng nửa tháng thì mọi người tưới một lần phân hữu cơ nữa, thì cây này tầm theo mình là tầm 2 tháng nữa nó rất là to. Giai đoạn này là giai đoạn phát rất mạnh, do đó mọi người phải cung cấp đầy đủ cái lượng dinh dưỡng để cho cây nó phát. Nếu mà thiếu thì cây nó, mình thấy nó sẽ không bao giờ phát triển được. Rồi đó là chia sẻ mọi người cách nhận biết một cây nha đam mà nó thiếu dinh dưỡng, rồi sau đó mình xử lý, mình thêm phân như thế nào.